xin giới thiệu, đây là dàn mini model là Denon MS3. Dàn này chức năng chính là CD hoạt động ok, MD không đọc. Phía sau dàn thì hỗ trợ ngữ optical in, mình dùng làm giải mã DC kết nối Max TV qua tín hiệu quang không cần mồi. Hỗ trợ ngõ sub để kết nối sub điện rời và rất là nhiều ngõ AV, hay còn gọi là ngõ AOX, hai đầu AV ra 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Nếu anh nào có nhu cầu mua dây kết nối điện thoại, TV, máy tính SIM của Nhật thì liên hệ em để em gửi cùng chung với dàn cho mình. Và bên em cũng có bán rất là nhiều loại sub điện, cái nào có muốn ghép chung với sub điện để tăng thêm dãy âm trầm hơn nữa, tiếng bass mạnh hơn nữa thì cứ liên hệ qua Zalo 0931 008099 để bên em gửi hình ảnh và tư vấn cho mình một bộ dàn, một cái sub ưng ý nha. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, nhận hàng tại nhà. Các anh nào mua hàng vui lòng cọc trước giúp em 500.000, phần còn lại bưu điện sẽ thu hộ cộng với phí ship. Hình thức dàn này quá ok đúng không? Mặt dàn là phay nhôm xước như vậy cực kỳ đẹp nha. Em quay gần cái hình thức mặt phay nhôm xước cho các anh xem. Và đặc biệt dàn này phía trước có hỗ trợ ngõ USB, ngõ này là ngõ USB nhận sao cạc nha. Nó giống như ngõ máy in vậy đó, một đầu vuông là cái dây kết nối máy in đó nha. Một đầu USB vô máy vi tính, vô laptop, PC, một đầu thì vô ngõ USB này. Thì làm sao cạc rời thì các anh nào hay nghe nhạc lót nét qua mạng mà hay nghe qua sao cạc thì các anh biết rồi đó. Những dàn mà có chức năng sao cạc thì chất lượng âm thanh quá tuyệt vời. Cả kho nhạc lót nét thông qua bộ dàn này thì quá hay, quá chuẩn rồi đúng không? Chép của dàn là chép đơm, lo zin theo dàn MS3. Chiều cao của lo là 27cm. Chiều ngang cả bộ dàn là 55cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng 25m2. Ở trên này nó trong lòng bát á, nó là sợi làm bằng sợi tổng hợp cực kỳ bền, siêu bền nha. Chép là chép đơm cho tiếng chép rất là tí tách. Trên dàn này mình có thể chỉnh bát từ -10 đến +10, chép từ -10 đến +10 nha. Và super bass siêu trầm thì em chọn mức on. Tùy nhu cầu mình có thể chỉnh bass trap super bass siêu trầm để hợp với gu, hợp với bài hát mình đang nghe. Bây giờ em sẽ test chức năng qua CD trước, sau đó mình sẽ test qua kết nối điện thoại sau, rồi em quay mặt sau cho mình tham khảo nha. Bass trap thì em đã căn chỉnh rồi, nhưng mà về mà các anh thấy thích bass trap như thế nào thì mình chỉnh lại để cho hợp gu mình nha. Bây giờ mình cùng nghe một đoạn nhạc vàng qua tiếng hát Quang Lập, Lâm Minh Thảo. Bằng 100.000 nụ hôn chiều mến. Ai bảo anh hứa để em chờ, càng chờ đợi lâu càng thêm nhung nhớ. Thương nhiều nên mới thấy cô đơn. OBT là Optical, dùng kết nối Max TV và tín hiệu quang giải mã không mồi, USB nhận làm sao cạc. Bây giờ mình qua ngõ tác để kết nối điện thoại nha. Bây giờ em sẽ test một đoạn nhạc qua điện thoại cho mình tham khảo. Tìm
các em ơi, có gì vẫn luôn bên bên. Ơi, em tìm người yêu chung thủy, em tìm người yêu trong mơ, dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi, biết rằng ở đời anh không muốn đẹp giàu càng cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Anh ơi em tìm người yêu không ước mơ cao. Anh ơi em tìm người yêu thương mãi tranh xin. Mãi đây cho dù rằng đời góc mê chân trời, cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau bên. Bây giờ em quay mặt sau cho các anh tham khảo rồi mình kết thúc clip test nha. Trong lúc quay mặt sau thì em sẽ test một đoạn nhạc trẻ cho mình tham khảo. Anh đâu, nhưng khi một mình thì lại không. Cô tôi ra là mình ổn những sâu bên trong nước mắt. Mình là thích dạng lắm mẹ. Lắm lúc chỉ muốn có ai đó. Giang tay ôm lấy tôi vào lòng, cho tiếng cười trong mắt được vang. Đây là lo mặt sau. Công suất của lo là 50W một thùng, 100W một cặp. Cảm xúc thì về MH3. Đến nỗi buồn thôi bán với mày đến xứ trên khóe mi ngày mai thôi ngừng động chỉ một lần. Hỗ trợ ngõ sức để kết nối sức điện rời, tăng thêm dễ âm trầm. Optical in out để mình dùng giải mã DC kết nối Max TV. Ngõ out ít kết nối điện thoại, TV máy tính. Bên em có bán dây kết nối của Nhật. Các nào có mua thì liên hệ em. Công suất âm ly là 48W. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Các nào mua hàng thì liên hệ với bên em.